cháu bạn mình là Du thì alo cháu bạn mình là Du thì như video trước thì mình có hướng dẫn các bạn làm nào để hiển thị đại khái là tạo ra cái là dùng dùng cái thằng sang để tạo ra cái cơ sở dữ liệu rồi. Sau đó là mình thêm một hai khách hàng vào, xong rồi mình sẽ lấy mình viết một cái API lấy ra data từ các bảng để trả ra, rồi lấy cái data đấy để hiển thị bên trên này. Thì lần này ở video này thì mình sẽ giúp các bạn đại khái là làm cái phần bộ lọc này đấy, ví dụ nhập tên khách hàng, nhập ABC chỉ ra vào, thì mình ví dụ nhập khoảng tầm 2 chữ thì nó sẽ ra cái tên khách hàng của bạn, hoặc nhập 3 số cuối điện thoại thì sẽ ra con lọc ra khách hàng đấy. Ok, thì bây giờ trước khi ấy thì mình sẽ vào trong thằng một cơ sở dữ liệu của mình, thì mình sẽ thêm một hai khách hàng mới nữa. Ví dụ Nông Thị Minh, Tạ Trùng Linh là Tạ Trùng Linh sinh năm 1996, số điện thoại 0333, nhà ở Hải Phòng, nhà ở Phòng mô tả gì đó, mô tả rồi thêm một thằng này, sửa lại cái thằng này tí nhá, mình sẽ sửa lại thằng này, số điện thoại của thằng Nhung Mỹ Linh này tí. Đó, ok, enter, mình xong. Mình thêm một thằng, một một đứa nữa đi, Phạm Văn Bách, chết, đề chữ V hoa, Phạm Văn Bách sinh năm bao nhiêu, không biết, chữ 0326548796, không biết có số điện thoại không, nhà ở Huế, đi lên đây con trai rồi. Mô tả đàn ông đích thực, đó như một thằng, nên mình có 4 thằng rồi. Rồi ok, rồi 4 thằng rồi, bây giờ mình chạy lại app này để xem hiện 4 thằng ấy chưa. Vẫn chỉ ra 2 thằng, có cái gì sai sai nhỉ, chỉ ra 2 thằng là nào, là mình thêm một người nào sao mình chạy rồi, yêu cầu như ý à, lại à đây đúng không, các thằng đi đấy, ta là 4 thằng rồi đấy. Rồi ok, rồi bây giờ thì mình làm từng cái một nhé. Đầu tiên mình sẽ làm cái nhập tên khách hàng này, mình làm cái ô Vitech nhập tên khách hàng này, mình vào trong Vitech file cái graph màn hình của mình. Chưa rồi, sorry, mà trên mình đặt tên sai rồi. Sao màn hình tên này đúng nhỉ, kệ đánh đổi tên phô đặt vào cho mình. Rồi sang bên này nhá, mình sẽ chọn vào, mình sẽ xem cái nút tên khách hàng của mình, rồi bộ lọc này nhập tên khách hàng này đấy, ID mình sẽ đặt cái ID cho nó là LP cộng cộng ID LP tên khách hàng đấy, tên khách hàng này. Rồi sang bên mình sẽ sang cái màn hình của mình, ở đây mình sẽ có một cái nút Exit Text chứ không phải là đặt tên rồi,
chán rồi. Sorry các bạn thông cảm, mình sẽ tắt cái nào như không lo lắng quá. Rồi sang tới tiếp đến là ở cái màn ánh xạ, tiếp đến màn ánh xạ này, Ctrl D mình sẽ copy cái dòng này nhá, copy cái dòng mà mình con trỏ chuột của mình đang ở đấy, ví dụ mình kích vào đây Ctrl D nó copy dòng đấy rồi. Mình chấm dần rồi đây đấy, xong rồi rút. Ví dụ mình tìm kiếm tên khách hàng đúng không, mình phải có một cái chuỗi để nhận vào cái tên khách hàng. Nhưng ở đây mình sẽ tạo một chuỗi là name khách hàng bằng cho là rỗng đi đấy. Rồi sau đấy tiếp đến nhá, thì mình mỗi khi mà người dùng nhập vào, mỗi khi người dùng nhập vào thì mình sẽ bắt cái sự kiện người dùng đang nhập cái chữ gì vào đấy, thì trông mình sẽ bắt qua thông qua cái hàm mà mình gọi cái nút edit của mình ra nhá. Mình sẽ chấm này add này, các bạn có add nhá, add text transmissioner, có nghĩa là ngắn cái em cái sự kiện mà cái text ở trên nút edit để thay đổi. Rồi các bạn new căn chữ cách này, nó có một cái nó là cái text watcher enter. Thế cái hàm text watcher ấy hoạt động như thế nào thì đại khái là đây là cái, thì khi mà các bạn nhập ấy, thì cái hàm before before text change nghĩa là text bắt đầu thay đổi, tiếp theo nữa là cái hàm text đang thay đổi, rồi tiếp đến là cái hàm text đã thay đổi đấy. Có nghĩa là cái text ở ô cái ô cái text này, ví dụ cái text ở ô này này đấy, nó thay đổi rồi. Sang cái này nhá, thì ví dụ mình sẽ bắt ở đây, nếu như sau khi mà người ta nhập xong ấy, thì mình sẽ lấy string, mình tạo ra một string bằng edt, mình gọi cái nút edit text ra này, chấm get text này, chấm toString đấy. Xong rồi mình kiểm tra, nếu như mà cái S này cái men của nó phải lớn hơn 2 nữa thì mình kiểm tra, còn không thì thôi đấy. Còn nếu lớn hơn 2 sao thì trước khi mình format mình sẽ cho nó to local key, có nghĩa là cho nó viết hoa hết, cho viết hoa hết mình so sánh những chữ hoa mà đấy. Rồi thì ở bên dưới này mình sẽ, xong rồi ở đây thì mình sẽ phải tiến hành kiểm tra, ở đây mình sẽ phải tiến hành kiểm tra và update lại cái nít đấy, nít đấy. Thì ở đây mình sẽ viết cái hàm mà private void tiến hành kiểm tra đó đấy. Đấy là kiểm tra, thì công việc kiểm tra mình là gì, thì đầu tiên mình sẽ có cái nít, mình phải đầu tiên mình có cái nít là cái nít khách hàng mình đúng không, xong mình sẽ phải lọc từng thằng một, ví dụ thằng này thỏa mãn cái điều kiện tên khách hàng này thì mình cho xuống dưới thì thì sẽ cho nó hiển thị, còn nếu không thỏa mãn thì không sẽ hiển thị đúng không. Thì đơn giản thôi, cái thằng này nhá, cái thằng này thì các bạn đầu tiên là mình sẽ xem mà phải làm nào rồi. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo, mình sẽ khai báo một cái array list có kiểu dữ liệu của array là kiểu khách hàng đó, là đây từ từ nhé, là đi là tên chưa đấy, bằng với cái nick khách hàng của mình, quay cái khách hàng của mình là coi là data chấm get data chấm a là khách hàng đúng không, bằng cái nick khách hàng mình lưu trong cái class data như video hướng dẫn lần trước mình có chỉ các bạn đấy. Đấy thì vào đây rồi, bây giờ đến đây mình sẽ lọc, à bắt đầu lọc, à bây giờ mình kiểm tra quá đấy, đại khái bây giờ mình kiểm tra. Ở đây là kiểm tra tên này, kiểm tra tên mà người chủ quán nhập vào đấy,
Ví dụ kiểm tra tên này thì đầu tiên nhá, nếu đầu tiên mình kiểm tra trước, nếu như là cái thằng lên khách hàng của mình chưa, lên khách hàng kia của mình chưa, mà nó chấm đang ít nhất phải lớn hơn 2, ít nhất phải lớn hơn 2 thì mình mới tiến hành kiểm tra đúng không? Còn nếu không thì sao? Nếu không thì cái ART này của mình đây, mình sẽ paste thẳng vào đây luôn. Đó. Còn cái đoạn này giờ nó sẽ là đoạn kiểm tra này đấy, mình sẽ cho mình sẽ for, mình for một cái khách hàng, for khách hàng k hai chấm ARG tên dạ đấy ARG tên à không, trước khi đấy vào đây, trước khi đấy mình vào đây mình vào đây mình sẽ lưu lên nó à, tên mà đi qua đây. Còn trong loại này thì thôi không cần, rồi mình cố xong mình sẽ giải quyết code cho các bạn nhá. Đó, for khách hàng này đầu tiên mình sẽ string tên tên khách bằng k chấm tên đúng không, đó chấm tiếp thu row của cây cũng như cho nó biết hoa hết. Xong tiếp theo mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái thằng tên khách hàng này, trong tên khách hàng ấy có chứa cái tên khách hàng mà người ta mà ông chủ quán ông nhập vào ấy, có nghĩa cái index ngọt của nó chắc chắn sẽ lớn hơn hoặc bằng không. Đấy, index ngọt này, index ngọt của cái thằng lên khách hàng này ở trong cái thằng tên này lớn hơn bằng không thì sao, thì mình sẽ gọi cái ARG tên đi ra, mình add vào, mình add thêm cái thằng khách hàng vào đấy. Nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như đây nhé, mình kiểm tra được cái tên của khách hàng có nó lớn, len của nó lớn hơn 2 thì mình sẽ lưu lên, mình khởi tạo lên rồi mình xem những cái thằng nào tên có phù hợp trong cái danh sách khách hàng này. Ở chết đây không trong danh sách khách hàng thì mình các bạn phải gọi cái danh sách khách hàng của mình ra đấy, thì nếu như tên nó có chứa các ký tự mà mình nhập vào, nếu nó bằng 2, nếu nó bằng 2 đó, trong hàng này nếu nó bằng 2 đó, thì mình sẽ thêm cái khách hàng đấy vào cái ARR của mình đấy. Và sau khi đấy xong nhá, thì ở trong cái hàm after ấy, mình sẽ ở đây mình sẽ viết một cái hàm mình sẽ viết một cái hàm cũng như là coi như là để update lại cái thằng cái thằng list khách hàng bên dưới đấy. Thì thì cho cái trong cái hàm danh sách khách hàng này mình sẽ viết một cái hàm update rồi update khách hàng trong cái app của mình ấy. Mình sẽ chuyển vào cho nó cái ID có kiểu dữ liệu là kiểu khách hàng rồi, sau đấy mình sẽ gọi cái git.myarg bằng cái arg đấy. Đấy, và tiếp đến nữa rồi các bạn lên cái này lên nhé, over lại cái hàm get count, over lại là cái hàm get count đây, thay vì get tên super get count thì các bạn get tên cái zip.myarg.size đấy. Và sau khi mình gán cho biến mà là bằng thằng này xong nhé, thì sẽ gọi là notify channel đấy. Rồi update khách hàng này, trong trong danh sách khách hàng nhá, trong danh sách khách hàng này khi mà mình đã tạo ra được cái hàm update cái list lên rồi nhá, thì ở đây khi mà ví dụ khi mình kiểm tra xong đúng không, khi kiểm tra xong rồi thì mình sẽ gọi cái after của mình, cái after của mình tuy nhiên mình đặt tên của nó là danh sách khách hàng đúng không, after chấm update khách hàng, nó cần truyền vào cái a một cái list khách hàng thì chính là cái a là tên của mình đó. Ok chưa, thì sau khi tiến hành kiểm tra xong ở đây thì trước khi mà có kiểm tra cái len này lớn hơn bằng 2 ấy,
thì mình sẽ gọi cái khách hàng của mình ra, mình cho nó bằng cái bên S luôn đó, bằng bên S, và mình tiến hành, mình gọi hàng tiến hành kiểm tra để nó kiểm tra lại, nó check lại cái nick mình. Ok, bây giờ chạy ăn thử nhá. Sorry, đợi mình bấm máy ảo chút. Rồi, đây rồi. Ok, rồi thì có pause video lại để mình khởi tạo cái máy ảo này. Bây giờ ví dụ mình nhập tên nhá. Ở đây mình nhập tên này, ví dụ mình nhập tên đây mà con du ở lung đi, linh đi, mình sẽ nhập chữ linh đi. Quên, sorry. Linh đó ra tạo ra hai ông ra hai bà linh rồi đấy đấy, nhưng mà đây ví dụ đây mình không nhập cái gì này, nó không hề kiểm tra mình đúng không, không hề kiểm, nó không hề áp lại cho mình. Thì mình xem ở dưới này nó là bây giờ nó là mình chạy chạy xuống đây chứ nhỉ, nhưng mình không nhập gì mà nó không chạy vào eo của mình ấy, nó không chạy vào eo của mình. Đây, nếu thì ở đây mình sẽ phải eo sao mình sẽ copy cái dòng này nhá, copy dòng này có nghĩa nếu như là tên lớn hơn không lớn hơn hoặc bằng hai thì sẽ update lại bằng cái data chấm get data chấm ARR khách hàng đấy. Rồi, lần lại này. Rồi, ví dụ như là mình sẽ nhập vào chữ Zoom đi. Đặt cái tên mình. Ủa, nó không hiện. Sẽ chứ không có hiện. Đây, ra rồi. Mà nó chắc nó bị gà cám, đây đâu rồi đấy. Ví dụ mình lấy có mình ông Bách đúng không? Mình xin nhập một chữ Văn nhá. Văn. Không ra. Sai cái từ rồi. Có gì sao nó không ra nhỉ? Rồi mình thử đặt tí bước lên mình chạy cho mình. Không chạy rồi. Vừa tiếp. Vừa tiếp tên khách hàng vẫn là vừa. Ôi giời ơi, là sao? Văn này. Vừa luôn rồi, nó không chạy. Biết tại sao rồi. Rồi các bạn tìm bước đây này. Đây mình sẽ đặt trên chữ R vào này. Rồi văn nhé, đúng văn nhé. Đây khách hàng lớn hơn hoặc bằng không. À rồi mới sau tên khách hàng tu local ép ở trên này rồi mà ép ôi rồi mình biết tại sao rồi, ép bằng rồi 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 run lại nhá, thiếu mỗi một cái dấu bảng của đấy. Tắt đi bớt đi rồi nhưng mà khổ. Install file APK.
trên mọi màn hình chạy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đọc vào trên ngoan này. Đó, ra chưa? Ra liệu là con vu phải không đấy? Đọc vào chữ vu. Đọc vào chữ tại. Đó, rồi ok. Rồi, bây giờ đến tiếp theo đó là kiểm tra ba số cuối số điện thoại. Ok không? Rồi, ok. Thì kiểm tra ba số cuối số điện thoại nhá. Thì ở đây mình sẽ tao lại nhá. Tao lại cho nó lưu láng. Tức là đến cái phần số điện thoại rồi. Đến là số điện thoại rồi. Thì mình sang bên cái màn hình này nhá. Mình chọn một cái nhập ba số cuối là mình sẽ đặt cái cho trước. EDT số điện thoại. Đó, EDT số điện thoại. Rồi copy này sang bên danh sách khách hàng này. Mình sẽ có thêm một cái nút edit text nữa. Edit text số điện thoại và tương tự mình cũng có cái string string và ba số cuối và số điện thoại như vậy và số 3 ra. Đó, xong tiếp theo đó mình xuống lên mình Ctrl D để mình tiến hành đánh xạ cái edit text số điện thoại mình. Và cũng tương tự như thế mình cũng cũng gọi cả hàm ADB tan tran text tran listener truyền lại cho nó một cái rằng là text watcher và mình cũng kiểm tra số điện thoại thì không cần phải viết hoa nên đây mình sẽ kiểm tra ở đây luôn nhưng mà cái điều kiện này chỉ đúng khi nào khi mà cái số điện thoại này có nên bằng bằng 3 đúng không đó bằng bằng 3 thì nó mới tiến hành kiểm tra đúng không thì đơn giản thôi mình sẽ gọi ra cái số điện thoại của mình cái biến số điện thoại mình bằng luôn cái chữ viết này xong gọi cái hàm tiến hành kiểm tra đấy trong hàm tiến hành kiểm tra thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra tên trước đúng không nếu kiểm tra tên xong nhé ở dưới này nhé là mình đã có check đi điều kiện tên rồi bây giờ để mình kiểm tra số điện thoại đấy thì đây mình cũng đầu tiên mình phải kiểm tra trước nếu như mà cái biến số điện thoại kia của mình mà chấm len nó khác ba cái đúng không thì nó không thì khác ba bằng bằng ba kiểm tra nhỉ đó xong rồi bằng bằng ba kiểm tra còn nếu không không sao không thì tính sao đấy thì ở đây nhá mình cũng khai báo một cái ABIT có kiểu là khách hàng đấy được chưa kiểu khách hàng đấy ALG số điện thoại đấy số điện thoại này và vào đây mình kiểm tra là nếu như mà cái biến nếu như mà cái số điện thoại mình cái len nó không đối với 3 ấy, thì mình sẽ cho nó bằng luôn với cái thằng ALG tên này có nghĩa nó sẽ check tên trước nó kiểm tra cái biến tên trước xong rồi nó sẽ xuống đây kiểm tra xem là trong những cái thằng có tên phù hợp với cái mà ô mà mình nhập ở trên này đấy thì số điện thoại thì nó sẽ tiến hành kiểm tra luôn số điện thoại đấy thì ở đây mình cũng gọi cái nick số điện thoại của mình lên new lên khỏi tạo lên đó sau đó mình sẽ tiến hành kiểm tra xin lỗi mình xin phép được copy code nha copy code đây paste ra đó được chưa thì bây giờ nó thay vì kiểm tra là tên khách hàng không mình kiểm tra là số điện thoại khách hàng bằng ca chấm số điện thoại được chưa cái số điện thoại nhưng mà mình kiểm tra ba số cuối đúng không đấy ba số cuối không nên là cái thằng nên là cái thằng số điện thoại của mình ấy, chấm index họp cái số điện thoại đây là phải thêm bằng sự chính số điện thoại SC đi mình thêm chữ biến SC vào đấy nếu như cái số điện thoại của khách hàng đấy mà có ba số cuối bằng bằng cái là số điện thoại chấm em chữ 4 tại sao chữ 4 bây giờ mình giải thích này anh em ví dụ cái số điện thoại của mình là 1 2 3 4 5 6 7 chưa và cái số mình nhập vào là 5 6 7 thì bây giờ các bạn để ý này cái index of ấy nó sẽ check xem cái chuỗi này nó ở vị trí bắt đầu từ vị trí bao nhiêu
thì có mình đếm bắt đầu là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 4 này, 3 này, nó biến lại nó 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, nó sẽ bắt đầu từ vị trí 4 đúng không? Cái nen của thằng này nhiều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái có nghĩa là cái nen của nó bắt đầu, nen của nó là 7 và vị trí của thằng kia bắt đầu 4. Coi là vị trí bắt đầu 4 là 7 trừ 4, 7 trừ 4 ra được 3. Ra được 3. 3 là 3 ở đây có phải là cái số nen của cái số điện thoại là của cái số mình nhập vào không? Thì suy ra cái vị trí bắt đầu của thằng số điện thoại là sẽ thích nào cho bạn hiểu rồi đấy. Đây mình sẽ thích lại nhá. Được chưa? Đấy. Bây giờ cái chuỗi 5, 6, 7 mình có xuất hiện. Cái ren của nó là 7 nhá. Thì là cái nhưng mà bộ đếm của cái thằng bộ đếm của chuỗi này thì bắt đầu từ 0 đúng không? Nên là mình trừ đi 1 thì sẽ ra cái vị trí xuất hiện của nó ở đây. Không có hiểu nữa. Nó cứ làm như các bạn sẽ hiểu. Ok. Trừ đi 4. Thứ nhất là đầu tiên nó trừ đi 1. Trừ đi 1 là cái nó sẽ ra cái vị trí cuối cùng. Ra cái vị trí cuối cùng của số 7 này đúng không? Sau tiếp theo nó trừ đi cái số len của cái hàng chuỗi nhập vào thì sẽ ra cái vị trí của cái chuỗi đấy làm trong cái thằng này. Nhưng mà cái len của mình mặc định là 3 nên mình sẽ trừ thêm 3 nữa còn thành ra 4 thôi, trừ 4 thôi. Đó thì cái ARR số điện thoại của mình sẽ thêm khách hàng vào. Đó. Và đây đương nhiên rồi, khi mà có nghĩa là trải qua hai cái vòng kiểm tra này thì là lúc update mình sẽ update cái theo cái ARR số điện thoại. Có nghĩa là đầu tiên này, con gì này, đầu tiên nhé, cái ARR đầu tiên kiểm tra xem chạy đến đây thì nó sẽ có được những cái khách hàng có cái tên giống với lại cái tên mình nhập vào. Tiếp theo nữa là chạy xuống dưới này là kiểm tra tiếp xem là cái số điện thoại mình nhập vào là bao nhiêu và xem trong những cái thằng mà có tên thỏa mãn đấy có thằng nào thỏa mãn cái điều kiện là có ba số cuối là ba cái số mình nhập vào không đấy và cuối cùng update thì chắc chắn mình phải update cái lead này rồi đó. Bây giờ mình chạy nha. Sorry các bạn, mình vừa mới tắt đèn. Đầu tiên lâu rồi, bây giờ mình kiểm tra nhé. Ví dụ mình kiểm tra bây giờ mới link, ví dụ mình kiểm tra bài cái nào cái link đi. App Store rồi, đóng lốc kép xem nó xài đâu nhá. Lên tiếp số điện thoại mình chưa khởi tạo, ok cuối này mình bảo rồi mình khởi tạo ra nó rồi chạy lại này. Rồi để mình kiểm tra này. Đầu tiên là hàng là đầu tiên là ví dụ như kia đầu tiên là mình sẽ kiểm tra nhưng mà cái thằng mình sẽ kiểm tra tên là bà Linh. Linh đây có hai bà tên Linh và một số điện thoại của bà là bộ mã 23 cùng là 256 rất là khổ. Rồi kiểm tra khác văn văn đây một ông là 256 sức khỏe 256 vậy có gì sai sai khi ta đó là người khác mà nhỉ. Cháu là 256 cả chưa chưa rồi có vấn đề trong cốt rồi. Rồi sang kiểm tra lại cái hàng mã của mình đây đây cái hàng à, chết rồi mình chưa xét số điện thoại rồi rồi các bạn. Cái bên trong lại chấm xét khách là khách hàng ca chấm số điện thoại không nghe số các bạn nhớ này đúng là sai từ trước thôi chẳng hạn là ok. Bây giờ mình nhập ba số điện thoại ví dụ như kiểu là bây giờ nếu mình sẽ nhập là
chưa nhập vào đầu đi. Đánh dấu tọa một bài là 8 69 và 5 7 8 thôi. Xin nhập vào 5 7 8 này, 5 7 8. Không ra. Không ra. 8 6 9 cũng không ra luôn. Có gì sai chứ không? Sai chứ không? Chết chết. FX số điện thoại nếu như nó em phải bằng 3 thì số điện thoại bằng F. Tiến hành kiểm tra. Thì đúng vào đây nó phải vào đây chứ nhỉ. Nó đúng như trước như vào đây. Rồi đặt thử đi bắt xem. Nó đi bắt xem nào. Rồi biết tại sao rồi, cái chuột hết của mình quên. Sorry các bạn nhé, phải bằng lấy ra từ cái số điện thoại mình nhập vào chứ không phải lấy ra từ cái tên. Rồi đợi trở lại này, rồi trở lại. Mình đâu thế? Tên hàng rồi mình sẽ vẫn kiểm tra bài link. Rồi mình nhập 3 số cuối là 8 6 9. 8 số 9 sẽ không ra. Ba số cuối số điện thoại. Em nó sẽ gửi thêm cái eo nữa, eo số điện thoại mình dẫn đi cho nó không kiểm tra nữa. Tại sao không thêm mình rồi 7 mình 7 8 mà cũng không ra luôn rồi. Thì nó chạy vào đây rồi, cái này thì chỉ 3 rồi các bạn, mình giải thích sai rồi. Đây, ví dụ đây 781 781 rồi ra rồi. Sau đấy các bạn cái chỗ này các bạn trừ 3 nhé, không phải trừ 4 đâu. Rồi bây giờ biến tiếp đến là cái phần nam nữ. Thế nếu như mà không chọn nam không chọn nữ thì thế nào? Thì đúng là phải có cái nút không đọc chứ. Rồi sau thế như thế mình sẽ thiết kế lại một chút cái nút phần nam nữ này. Đây mình thêm thêm một cái này, thêm cho cái thằng ngoan này thì là đổi đi đây để như này. Đấy là nữ, thêm cho thằng ngoan mình thêm cho giữa một cái margin nét tầm 1 dp. Margin line margin line 1 dp. Đấy 1 dp. Rồi sau đấy vào đây cái này là mình sẽ xếp cho nó cái background này thay đổi rồi. Rồi chạy thử lên xem được cái gì rồi. Ở đây mình sẽ nhập thêm cái chữ là ôn. Đấy on là rồi nam nữ. Ok bây giờ đến cái phần mình sẽ xét sự kiện cho cái này làm sao khi kích vào đây nhá, thì là cái ô ô sẽ thành màu trắng rồi trắng chữ đen, còn các cái còn ô lam sẽ thành màu vàng chữ vàng màu đen. Ok chưa?
Thì đấy mình sẽ khai báo một cái ID từng tháng 1. ID TXV GTO. Rồi copy này. Tiếp theo TXV GDN. Rồi, và cái cuối cùng là TXV là rồi đó, rồi vào trong này nhá, vào sang cái bin cái của mình nhá. Mình sẽ có ở đây, mình sẽ có ba bin tích view, một thằng là TTO này, TT và T nam này, và TV và T nữ nữ chữ mở. Rồi xong rồi, sau đấy thì mình sẽ tiến hành ánh xạ cho nó nhá, ánh xạ mình sẽ tiến hành ánh xạ cho nó này. Đây đấy, ok chưa? Paste, paste, copy, Ctrl C, paste, paste, copy tiếp, Ctrl V, Ctrl V, ok. Và mình sẽ có thêm một cái biến, một cái tag view đó, chứa ba thằng này, một cái mảng tag view. A là T X G bằng bằng thằng nào, bằng nào thì mình bằng view luôn, view text view, và mình chuyển vào cho nó từng hàng một trên này thôi. Nên các bạn copy hết cái đoạn này cho mình, copy từ chỗ T về đó, đến giữa chỗ phải hết thẳng lên rồi chấm phẩy. Rồi sau đấy nhá, sau khi lấy xong thì ở trong hàm setup, à nó chứ quên, mình sẽ tạo ra biến nữa, int chọn và t, mình quy định cái biến này là quy định khi mà người ra mặc định sẽ bằng không, quy định nếu như nó bằng không thì là sẽ chọn vào ôn không là ôn này đấy, là sẽ cái nút nút ôn nó sáng lên đấy. Đấy mình gọi là sáng lên nhá, một sẽ là lam, nút lam sẽ sáng lên, một hai sẽ là nữ, cái nút sáng lên được chưa đấy. Và tiếp dưới đây nữa thì mình dưới này mình sẽ viết cho nó một cái hàm gọi là setup up và update cũng được, gọi đây setup up rt được chưa, ok chưa đấy. Thì cái hàm setup rt sẽ nhận nhiệm vụ gì, nó sẽ kiểm tra đầu tiên nhé, đầu tiên mình sẽ chạy bằng for for text view tsv 2 chấm arr.t để tính đó. Thì vào trong này đầu tiên thì mình sẽ set cho cái thằng, set cho tất tất cả các biến text view trong cái bin này có một cái nít, có một cái text color, mình sẽ set text color đó, in color, các bạn gọi đúng ra cái r.color chấm cái đầu tiên mình sẽ set cho nó là chữ màu đen, tất tần tật đều là chữ màu đen đấy, nó màu đỏ các bạn gọi gì chấm resort chấm get color đó, chuyển vào cái ID cho nó đấy, nó sẽ lấy ra color các bạn, các tăng chân D cho mình đấy. Và tiếp theo là set background color, mình sẽ không lấy đèn đen, mình sẽ lấy đèn trắng, ok chưa. Rồi cuối cùng các copy hai dòng này, sau khi đã set xong nhé, thì dưới này mình sẽ tiến hành mình set cho cái nút nào được, cái nút nào được chọn đấy sẽ có một cái màu chữ là màu vàng, và làm sẽ là lên đen, và cái nút được chọn đấy là lấy ra từ đâu, nó chính là cái nút vị trí thứ là cái biến kia của mình là biến chọn rt đấy, vị trí thứ là chọn rt đó, thì cái nút ở vị trí đấy ấy, nó là ba thằng này thôi, nó chính là ba cái thằng này là đó.
Và ngay khi hàm setup hiện lên ấy, thì mình sẽ gọi ra cái hàm setup plt, ok chưa? Rồi ở đây mình sẽ tiếp theo đấy thì mình sẽ set sự kiện cho từng cái thằng GTO này một, từng cái tích view này một. Mình sẽ gọi tqgto này chấm này set on click listener, truyền vào cho nó cái new view chấm on click listener, thì lúc là cái đứa chọn GT của mình kia có phải sẽ bằng không không đấy. Và mình lại gọi là cái hàm set up GT đấy. Tương tự đối với mình, các bạn copy mình nha, bạn test này tương tự đối với cái hàm txv nam. Txv nam thì sao, có nghĩa lúc này cái biến của t bằng một đúng không đấy, thì lúc ấy cái hàm set của t nó sẽ xét cho cái biến txv nam này có sáng lên, còn hai lúc kia sẽ chìm đi đấy, kiểu đấy. Và tương tự đối với cái hàm txv của t nữ, lần này cái chọn này của t của mình bằng hai, được chưa? Rồi thì sau khi setup với tính xong ấy, thì sẽ gọi cái hàm tiến hành kiểm tra. Để sẽ gọi tiến hành cái hàm tiến kiểm tra để nó kiểm tra xem là trong cái nít đấy thì những ông nào phù hợp đấy, kiểu đấy. Thì hàm tiến hành kiểm tra mình xem gì đây, có phải như là ở đây, như ở đây thì mình đến cái đoạn này thì như thế là tiến hành kiểm tra giới tính thôi, tiến hành kiểm tra giới tính, ok chưa? Thì đơn giản thôi, đầu tiên mình kiểm tra tiếp là cái đến chọn của tên trên của mình nó có khác không không, nếu khác không thì mình mới tiến hành kiểm tra. Bởi vì nếu như khác không có nghĩa là nếu như biến cái đến chọn giới tính của mình bằng không thì là có nghĩa mình đang kích vào ôn đấy. Còn nếu đấy, thì là nếu như kích vào ôn sẽ làm gì, nên là nó cạn copy cái nào bằng cho mình, nó cũng y xì xì thằng kia luôn. Ví dụ đây mình sẽ đặt là ai vào tên đi, giới tính. Nếu như mà cái biến giới tính này, nếu cái biến chọn giới tính kia của mình bằng không ấy, thì nó cũng phải bằng thằng ar vào số điện thoại à. Đó, chấm vào chưa, ar vào số điện thoại. Còn nếu không thì mình sẽ lại view lên. Đó, mình xin phép copy code một chút. Có phải ở phần trước thì mình có hướng dẫn các bạn là nếu như giới tính bằng một đúng không? Ở mình có một biến thì int giới tính bằng không, bằng không, bằng không có nghĩa là nữ đúng không? Ở trên cái cơ sở dữ liệu của mình này, cơ sở dữ liệu mình có nghĩa mình quy định bằng không là nữ và bằng một là nam đúng không? Thì vào trong này mình kiểm tra, nếu như mà mình sẽ mặc định cho nó là nữ nhé, nếu như cái biến chọn giới tính của mình ấy mà chọn đúng là nam ấy thì có phải là bằng bằng một thôi, thì lúc này cái biến GT của đội của mình thì cái biến GT mình sẽ bằng là bằng một đấy, còn không sẽ bằng không. Thì vào trong này mình kiểm tra, nếu như khách hàng chấm giới tính, giới tính của mình bao lần nữa à, đấy thì mình phải sửa lại một chút, đấy thì mình phải sửa lại một chút. Cái biến này phải biến bao lần, bao lần chu là bằng chu, nghĩa là chu nghĩa là bằng con trai ấy. Thì đây cái biến bao lần của mình sẽ bằng fail. Nếu như mình chọn con trai ấy, thì cái biến bao lần kia của mình sẽ bằng chu. Cái biến GT của mình sẽ bằng chu không với mơ soi các bạn. Nếu như cái biến GT của mình mà bằng bằng cái thằng GT, cái thằng GT này ở trên này của mình này, thì init GT sẽ được thêm cái thằng K vào, chưa? Nó đang mắc lỗi, tại sao mắc lỗi ạ? Ai này là GT đúng mà. Ở đây, quên, chưa được khởi tạo. Đây, nhiều đây. Và lúc setup khách hàng ấy, thì mình có setup ở đây. Đấy, ok chưa? Giờ mình chạy này. Đấy, mình có nghĩa đây là đang là cái phần lọc đấy.
thì bắt tắt nó dừng lại. Cái biến chọn máy tính của mình kia mình cho nó bằng không từ đầu rồi mà. Tại sao? Nào là đầu khép. Bạn đang bị sai ở dòng này. À, cái thằng xe đất của tôi là không được à? Ừ, thế thì đấy nhá. Thế thì các bạn copy cái thằng dòng này cho mình, copy dòng này cho mình. Rồi, xóa đi. Có nghĩa là ở chỗ mình khai báo và sau khi ánh sáng mình mới khởi tạo. Đấy, có nghĩa nó đang báo là một cái nó đang báo là cái item kia của mình đang bị null, cái item trong cái này có nghĩa mình khởi tạo trên này ấy, thì mặc định nó thêm vào là null hết. Đấy. Nên là mình đây mình quyết định là ánh xạ xong ấy, thì mình mới tiến hành hàng này thôi. Cái hàng này là sẽ áp nhỉ, mình nên chọn gì sẽ áp nhỉ không? Rồi giờ mình đưa ăn mạng này. Chúng lại rồi, nên là mình lấy rồi, bây giờ đang cài này. Ok, giờ mình chọn nam này. Đấy, cái quả nó hiện ra nam mà, rồi chọn nữ, hiện ra nữ, tiếp của ôn, đấy, nó hiện ra tất cả. Ok, bây giờ ví dụ như kiểu mình ở đây có hai bà nữ, nhưng bây giờ mình muốn ở đây có, xem nào, ví dụ, xem có cái gì trùng khớp không. Phạm, bây giờ mình viết vào chữ, chị viết vào chữ nào bây giờ nhỉ? Không có mà trùng cả, ok, không biết là gì cả. Đấy, giờ ví dụ như là mình muốn nhập, ví dụ hôm ấy có một ông tên là Linh đi. Có một ông ấy, chả có thằng nào trùng nhau ấy, chả có thằng nam với thằng nữ là trùng nhau ấy, mình không biết là kiểu gì. Đấy. Ví dụ như là bây giờ mình muốn ông có tên là Du, ông tên là Du chẳng hạn, nhưng mình bấm lần sang số nữ. Nó vẫn hiện nữ này, đang có gì sai sai này, đang sai rất sai luôn. Tại sao bấm vào nữ mà vẫn hiện nữ? Tại sao bấm vào nữ mà hiện nữ? Mình sẽ phải kiểm tra cái hàm này. Đúng theo lý thuyết thì sao? Thì khi cái mít kiểm tra khách hàng chọn cái tính tiền của mình dưới này là sai hết nhỉ? Nếu chọn giới tính của một là chọn nam, không là người nữ, người tên nữ. Nếu thế là người tên thì cái mít này biết đấy. Ôn này. Ôn thì vẫn ra một ông nam. Tại sao bấm vào nữ? À, sorry các bạn, trời ơi, mình mắc một cái sai trầm trọng rồi. Sai sai từ phần này luôn. Đây có nghĩa là cái lúc mà khi mà ví dụ mình kiểm tra tên khách hàng xong ấy thì cái lọc số điện thoại tiếp theo thì mình cũng phải lọc ở trên thằng này chứ không phải lọc ở trên thằng này. Đấy, có nghĩa là kiểm tra trong cái tên này có ông nào có số điện thoại cùng không ấy, và tương tự với thằng này cũng thế. Thì có nghĩa là sau khi kiểm tra hàm chưa xong ấy thì cái mình cần lọc máy tính ấy là lọc ở cái nick danh sách số điện thoại này. Đấy, có nghĩa là có ba bộ lọc mà. Đấy. Rồi sorry các bạn, sai quá. Rồi chạy vào đây này. Rồi, bây giờ ví dụ mình tìm ông Du. Ông Lam thì kết quả chắc chắn không có đâu, nhưng chọn Lam có một khó. Đấy, ok chưa? Đây mình tìm bà tên Minh. Rồi bây giờ ok thì là mình đã video này mình hướng dẫn các bạn xong cái phần bộ lọc tên khách hàng. Sai nhỉ, cái ô thì không hiện. Mình biết tại sao không? Đó là cái phần ở trên này đây. Cái khách hàng đây mình ra là chị em mình trả lời cho nó là không. Đấy. Nhưng mình trả cho nó không thì đúng. Rồi ok. Còn cái hàm tiến hành kiểm tra thì em hiểu vứt xuống dưới là liên tọa.
thằng nào cũng tương tự như thế. Ok rồi, đoán lại là điều này là chuyện ngon này. Tên khách hàng nam nữ, nữ tên khách hàng là Du, em có không, không có mà tên là Du à, tên khách hàng là Tạ, đấy ra chưa, đấy nam không có, ôn không có, ok rồi phần bộ lọc coi như là chuẩn. Rồi thì video của mình hôm nay đã giúp các bạn làm cái phần bộ lọc rồi. Thì ở video tiếp theo mình sẽ giúp bạn thiết kế giao diện của cái màn thêm khách hàng này, và sẽ thêm data vào trong cái thằng này đấy, rồi và quay lại sẽ nó sẽ update lại cái màn này cho các bạn, ok chưa? Rồi video của mình xin được dừng lại ở đây, chúc các bạn học trình vui vẻ.